Thank you very much, Thanh Hương. As you can see, we're up to date through different kind of media, from Facebook to YouTube. We're up to date on all the oppression that the communist government of Vietnam has put on to the people and had oppressed the people right along Vũng Áng, the Cape of Vũng Áng, where millions of fish had died and tons of fish had died and posed
severe economic dire strait for the people in Vietnam. And so now we would like to proceed with the singing and the saluting of our national anthems, following by the 1 minute of silence. Và để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng chúng tôi đứng lên để hát quốc ca Canada và Việt Nam. We would like to invite you to rise for the national anthem of Canada. Quốc ca Canada. Xin mời ban hát ca lên sân khấu để chúng ta xúc tiến việc hát bài Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, the national anthem of the Republic of Vietnam. Silence. Sau đây là phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, đến các đồng bào và chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc và vì lý tưởng tự do, đến đồng bào vô tội đã chết đau thương trong cuộc chiến, đến những đồng bào đã tức tưởi bỏ mình trên đường tìm tự do, đến những người đang ngày đêm tranh đấu cho nền độc lập tự do của đất nước, và đến quê hương Việt Nam đang hoàng ngoại trong tay của bạo quyền Cộng sản. We honorably request a 1 minute silence to remember all those who have sacrificed their life on the battlefield of Vietnam in the name of freedom, those who have died and vanquished at sea, and those are still oppressed
in the home country a few moments to reflect those who had given their all for us. A 1 minute of silence begins. Toronto to host is this event. And on my right here, as you can see, it's a national altar of the Vietnamese people. It's quite important, and as you can see, it is an important event for all of us tonight. So after this, we're going to have speeches, and the agenda would conclude with the vigil around 9:45 tonight, and we shall conclude before 11 o'clock this evening. Thank you. And right now, we shall read all the names of the participants and the great many organizations who had come forward and be with us tonight in their presence, in their honor, and be with us to celebrate this very unique and brave event. And now my co-MC shall read in Vietnamese. Xin cảm ơn anh Linh. Và kính thưa quý vị, như anh Linh hồi nãy có nhắc qua là chúng ta đang sống ở thời đại thông tin, thì những cái thông tin mà chúng ta xem được trên YouTube thì chúng ta có thể thấy được những cái vụ cá chết rất là nhanh, trong vòng vài phút là chúng ta có thể cập nhật được thông tin. Và nhờ đó cho nên là rất nhiều người dân ở Việt Nam đã biết đến vụ việc cá chết và sự thiếu minh bạch của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, do đó đã dẫn đến những cuộc biểu tình trong những tuần vừa qua. Và trong buổi hôm nay thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị, những hội đoàn đã có mặt cùng anh chị em trong ban tổ chức để chúng ta cùng hướng về Việt Nam để giúp sức cho những người rất là can đảm, Thanh Hương nói là rất là can đảm, dám đứng lên để mà chỉ trích nhà cầm quyền và đi lên đường để mà biểu tình. Thì hôm nay chúng tôi nhận thấy là có các hội đoàn như sau. Thì trước tiên thì chúng tôi xin cảm ơn Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã có mặt trong buổi tối hôm nay, nhóm thiện chí Toronto, Ủy ban yểm trợ phong trào dân chủ quốc nội Toronto, Liên hội Người Việt Canada, Hội Cao niên Toronto, Hội Cao niên North York, Hội Cao niên Mississauga, Hội Người Việt Kitchener-Waterloo, Guelph, Cambridge, Ủy ban xây dựng tượng đài Quỳ Châu, Hội Ái hữu, cựu sĩ quan, trường bị thuộc đất Ontario, Hội Vận động Dân sự, Hội Người Việt Toronto, Voice Canada, Cộng đồng Người Việt Tự do Ottawa, Ban Quân nhạc Thiếu niên Việt Nam Ontario, Hội Bảo tồn Văn hóa Hùng Vương, Đảng Việt Tân, Chi bộ Toronto, là những lão tuổi hạt, Hội Văn hóa Tây Sơn, Cộng đồng Người Việt Ottawa, Hội cựu quân nhân quân đội Việt Nam Cộng hòa Ontario và toàn thể quý vị đang có mặt trong buổi tối hôm nay. Ban tổ chức xin được đồng ý hóa một số các báo hộ đoàn theo như ban tổ chức và ban thiết tân sẽ đưa danh sách lên cho chúng tôi. We shall be updating the list of participants and those who are honored guests with us tonight from the Phát Âm Buddhist Center in Mississauga also. Thầy Thích Tâm. Chúng tôi xin kính mời thầy Thích Tâm Hòa lên có lời phát biểu. The organizing committee is honored to receive with us the Venerable Thich Tam Hoa from the Pháp Vân Buddhist Temple and Cultural Center from Mississauga. Kính thưa Thượng nghị sĩ
Ngô Thanh Hải. Kính thưa quý cụ, quý bác, quý anh chị, kính thưa tất cả quý vị lãnh đạo, tinh thần các hội đoàn tôn giáo, kính thưa các anh chị trong ban tổ chức. Ngày xưa, tại một khu rừng nọ, muôn loài sinh hoạt với nhau rất là hòa bình, rất đầm ấm, rất là hạnh phúc. Bỗng một hôm, có một cơn hỏa hoạn nổi lên, bốn phía đồng loạt lửa cháy, trong phút chốc cả khu rừng chìm ngập trong biển lửa. Muôn loài trong khu rừng đó bị thiêu rụi, thì có một số con gà rừng nhờ có đôi cánh bay thoát ra khỏi đám lửa cháy đó. Nhưng điều đáng nói ở đây là những con gà rừng đó bay ra khỏi đám lửa cháy mà nó không quên muôn sinh linh khác đang bị thiêu đốt, đã bị chìm ngập trong biển lửa. Nó bay đi ngậm nước, quay trở lại khu rừng cháy đó phun vào, với hy vọng là dập tắt được đám lửa cháy đó. Thì có một vị tiên nhân chồng con gà rừng lại hỏi: này các chú gà rừng ngu ngốc, các chú có biết cái đám lửa cháy bao nhiêu, cái miệng của các chú bao lớn, lượng nước trong miệng đó bao nhiêu mà các chú điên rồ với hy vọng là có thể dập tắt được, các chú làm cái việc hoài công vô ích. Thì một trong các con gà rừng đó lễ độ ôn tồn và thưa rằng: thưa ông, chúng tôi biết cái khả năng chúng tôi giới hạn, cái miệng của chúng tôi rất là nhỏ bé, lượng nước ít oi trong miệng của chúng tôi không thể nào dập tắt được đám lửa cháy. Nhưng chúng tôi không nỡ nhìn thấy bao sinh linh đang thiêu đốt trong khu rừng đó. Và động lực từ bi đã thúc đẩy tôi làm, và tôi phải làm đến khi nào sức cùng lực kiệt mới thôi. Thưa quý vị, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Trước nỗi khổ đau của đồng bào ở trong nước, chúng ta đang sinh hoạt ở ngoài chốn nhiễu nhương, không biết làm gì khác hơn. Chúng ta cùng hướng về quê hương, có một chút lòng với cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, cầu nguyện cho đồng bào Việt Nam, cầu nguyện cho tất cả những người dân ở trong nước sống vượt qua những khó khăn. Sự có mặt của chúng ta hôm nay ở đây, đó là những con gà rừng. Những con gà rừng có lòng, những con gà rừng không quên nỗi khổ đau của đồng bào ở trong nước. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện đông đủ của tất cả bà con hôm nay ở đây. Cảm ơn các anh chị em trong nhóm thiện chí Toronto đã đứng ra để tổ chức một đêm thắp nến đầy ý nghĩa. Và xin chân thành cảm ơn tất cả liệt quý vị. Cầu chúc tất cả quý vị
được vô lượng an lành, sở cầu duyên nguyện. The organizing committee would like to thank the Venerable Thích Tâm Hòa for his ideas. And now the organizing committee would like to invite Father Francisco Chan Minh Toan to represent the Vietnamese Catholic to come forward. Ban tổ chức xin kính mời linh mục Francisco Chan Minh Toan xin có đôi lời với đồng bào. Thưa Thượng Liệt sĩ Ngô Thanh Hải, kính thưa Thượng Tọa Thích Tâm Hòa, đại diện cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại thành phố Toronto, kính thưa các đại diện các đoàn thể của cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Toronto, kính thưa quý vị trong ban tổ chức, các thiện nguyện viên đã làm cho cái buổi sinh hoạt thiêng liêng hôm nay có một bầu khí hết sức nghiêm trang và nói lên cái sự hiệp thông sâu xa với tất cả toàn thể bà con tại quốc nội. Vì nhận thấy đang và đã có nhiều biến cố xảy ra tại quê nhà, gây nên bao nhiêu những cảnh đau thương cho bà con quốc nội. Chúng ta là những người Việt hải ngoại, hiệp thông sâu xa với những nỗi thống khổ đó để mà có mặt tối hôm nay, nói lên cái sự hiệp thông qua tinh thần cầu nguyện, qua sự khích lệ. Bởi vì những sự cố này đã gây đến bao nhiêu những cái khổ đau và mất hạnh phúc cho rất nhiều người dân, đặc biệt là qua sự ô nhiễm của môi trường vùng biển tại miền Trung. Rồi cũng qua những cái biến cố trọng đại, đó là cái quyền nhân bản của con người đã không được tôn trọng tại quê hương Việt Nam chúng ta. Rồi cũng trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta thấy cộng đồng người Việt Nam quốc nội đang hứng chịu những cái thiệt thòi về môi trường, như là nước mặn nhiễm vào đất trồng trọt của bà con ở khu vực miền Tây. Cảnh đói nghèo ở Việt Nam vẫn còn trang trải trên quê hương của chúng ta. Chúng ta hiệp thông để cầu nguyện cho họ. Rồi chúng ta hiệp thông để cầu nguyện cho tất cả các cháu hiện tại ở quốc nội được cấp sách đến trường. Nhiều cháu đã không có cơ hội này. Rồi chúng ta cũng hiệp thông cầu nguyện cho tất cả những người đấu tranh cho dân chủ, cho tự do của mỗi người dân tại quốc nội, cầu nguyện cho họ để chính họ được thêm sức mạnh, kiên cường đeo đuổi lý tưởng này cho tới ngày thành công. Chúng ta cầu nguyện cho chính quyền Việt Nam, những người đang lèo lói phong thiền của quê hương dân tộc, đưa hết tất cả thiện chí của họ để phục vụ sự ấm no bình an cho tất cả người dân tại quốc nội. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các sinh hoạt, các tôn giáo tại quốc nội được phát triển một cách mạnh mẽ tại quê hương của chúng ta. Và nhờ những cái phát triển này mà các tôn giáo sẽ đưa
quê hương đồng bào đến lý tưởng là giá trị đạo đức và trật tự an ninh. Và nhiều điều chúng ta phải cầu sâu xa với tất cả bà con tại quê hương để mà hiệp thông với họ, để mà cầu nguyện cho họ, để mà xin ơn trên phù hộ cho quê hương, cho dân tộc, để cho mỗi người dân trong quốc nội được có những cuộc sống bình an, ấm no và hạnh phúc. Trong cái buổi hiệp thông cầu ngày hôm nay, tôi nhận thấy một cái sự hiện diện rất là đông đảo của bà con tại thành phố Toronto đã này. Và có nhiều bà con đến từ các vùng, các tỉnh trên quê hương đất nước Canada này. Và một số bà con đến từ Hoa Kỳ. Tất cả sự hiện diện của bà con anh chị em đồng hương nói lên cái sự gắn bó, cái tình cảm hết sức đồng đà mà chúng ta dành cho quê hương, dành cho bà con tại quốc nội. Chớ dễ cái buổi thắp nến cầu nguyện hôm nay cho quê hương được ơn trên ban nhiều phúc lành cho quê hương, cho dân tộc, và nhất là cho bà con được sống trong hạnh phúc, ấm no và tự do. Xin hát lời. Xin cảm ơn những lời cầu nguyện của Linh Mục Francisco. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin kính mời một vị khách đặc biệt, đó là Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Ladies and gentlemen, please give your hands for the Honorable Ngô Thanh Hải. Kính thưa Tân Tòa, thưa Tân Tòa, kính thưa Linh Mục Tòa, kính thưa quý vị lãnh đạo, các tôn giáo, kính thưa quý vị lãnh đạo của các tổ chức. Ladies and gentlemen, please allow me to express myself in my own language to my compatriots so that we know, we understand better. If we have the translations from here, I think Mr. Lin will do the translations for me. Bonjour mesdames et messieurs, j'aimerais bien utiliser cette occasion pour exprimer à ma langue maternelle, c'est la langue vietnamienne, pour que mes compatriotes puissent comprendre. Kính thưa quý vị, thảm họa mưu sinh vừa xảy ra tại Việt Nam, nơi mà vô số cá chết đã trôi dạt vào bờ biển miền Trung và bắt đầu tràn lan đến vùng biển miền Nam của chúng ta. Thảm họa môi trường này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự sinh tồn, sức khỏe của nhân dân Việt Nam của chúng ta đang sống trong một khu vực dễ bị tổn hại nhất. Sự kiện cá chết dọc duyên hải sẽ kéo theo sự tổn thương về nhân quyền của trong nước. Những người biểu tình ôn hòa để bày tỏ sự quan ngại về thảm họa ô nhiễm đã bị cảnh sát, công an đánh đập và giam cầm. Sự sử dụng quá mức về vũ lực của những cảnh sát, công an Cộng sản Việt Nam để chống lại những người biểu tình ôn hòa để kêu gọi chính quyền Cộng sản Việt Nam phải nhanh chóng giải quyết sự việc là một hành động đáng lo ngại và không thể chấp nhận được. Quyền được hưởng môi trường an toàn, trong sạch, lành mạnh và môi trường trong lành phải được phối hợp toàn bộ với quyền của con người của chúng ta, bao gồm cả quyền sinh sống, quyền bảo vệ sức khỏe, an toàn thực phẩm, nguồn nước, bảo vệ vệ sinh. Tất cả những đó đều được thừa hưởng bởi hiệp ước về văn hóa, kinh tế, xã hội mà cả hai nước
Canada, kể cả Cộng sản Việt Nam đã ký kết. Chúng ta là những người tranh đấu, và vị thế tranh đấu của chúng ta là đứng chung lập trường của dân tộc, của đất nước. Chúng ta đứng chung với sức mạnh của dân tộc để tranh đấu cho một nước Việt Nam được tự do, được dân chủ và nhân quyền. Đó là những công việc mà chúng ta phải làm, đang làm và tiếp tục phải làm. Trong cuộc tranh đấu đó, bất cứ mọi sự hỗ trợ nào từ bất cứ nơi nào, chúng ta đều đón nhận và hân hoan hoan nghênh. Chúng ta phải đòi hỏi Cộng sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền, tự do thông tin, tự do phát biểu, tự do hội họp, và quan trọng nhất là phải bỏ điều 4 hiến pháp. Đó là những điều mà chúng ta đang làm, đang vận động và tiếp tục phải làm. Khi vụ Vĩnh Án ở miền Trung xảy ra, dân chúng tại Việt Nam đã phản ứng rất mạnh và rất đúng. Dân chúng Việt Nam, dân tộc Việt Nam đòi hỏi một sự minh bạch về việc này. Đáng lẽ Cộng sản Việt Nam phải lắng nghe để giải quyết những vấn đề này, vấn đề của xã hội. Trái lại, Cộng sản Việt Nam để dùng bạo lực để đánh đập, để dùng bạo lực để đàn áp nhân dân Việt Nam của chúng ta với sự biểu tình ôn hòa. Lý do họ chỉ đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải sáng tỏ vấn đề này. Sự đánh đập và sự bạo lực mà Cộng sản Việt Nam đã dùng là một hành động mà chúng ta không thể nào chấp nhận được. Do đó chúng ta phải đòi hỏi nhà Cộng sản Việt Nam phải làm như thế nào? Cộng sản Việt Nam phải thể hiện quyết tâm hơn để xác định thật sự sự thảm họa này từ đâu đến và làm như thế nào để giảm bớt những hậu quả đó. Quyền có bổn phận phải bảo vệ quyền biểu tình của người dân trong việc này, để phản đối một sự thảm họa về môi sinh. Nhà công quyền Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng và thực hiện đầy đủ quyền hội họp của người dân Việt Nam của chúng ta ở trong nước mà họ đã ký trong hiệp ước quốc tế về các sự nhân quyền và dân sinh và chính trị. Chúng ta phải mạnh dạn và đứng lên. Chúng ta phải yêu cầu chính phủ Canada, chúng ta phải yêu cầu chính phủ Canada phải lên tiếng và kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng những căn bản nhân quyền mà chúng ta phải có, những người dân phải có, và buộc Cộng sản Việt Nam phải làm đúng theo luật pháp quốc tế mà họ đã ký kết, và họ phải lắng nghe nguyện vọng của nhân dân Việt Nam ở trong nước. Do đó chúng tôi yêu cầu các đoàn thể chính trị phải cùng nhau lên tiếng và kêu gọi để nhân dân Việt Nam ở trong nước chúng ta có một đời sống rất là lành mạnh, có một đời sống an lành, có một đời sống tự do, dân chủ và có nhân quyền mà chúng ta hằng mong ước. Xin cảm ơn. Thank you, Senator Ngô Thanh Hải. Xin cảm ơn Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Và như Thượng nghị sĩ đã nói qua là đứng trên lập trường của dân tộc, chúng ta có những việc đã làm, đang làm và sẽ phải làm. Thì đó cũng là lý do tại sao chúng ta có mặt trong buổi tối hôm nay. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trưởng ban tổ chức, ông Nguyễn Ngọc Duy sẽ gửi lời chào mừng đến quý vị và tuyên bố lý do của buổi lễ hôm nay. A round of applause for the head of the organizing committee of tonight, Mr. Nguyễn Ngọc Duy.
Xin kính chào tất cả quý vị quan khách và quý đồng hương. Lẽ ra thì chúng tôi phải đại diện cho các anh chị em trong ban tổ chức để ra thư truyền và cũng như là chào đón. Cảm ơn tất cả quý vị đã tới trước rồi chúng ta mới tới những cái phần sau. Nhưng vì tôn trọng các vị lãnh đạo tôn giáo trong cộng đồng của chúng ta, cũng như là một nhân sĩ, một niềm hãnh diện của cộng đồng chúng ta là Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, cho nên chúng tôi xin được thay đổi chương trình một chút và tôi xin được thư truyền với quý vị bây giờ. Xin quý vị cũng thông cảm và chấp nhận cho cái sự thay đổi đó. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa tất cả các vị đại diện tôn giáo, hội đoàn, quý quan khách và toàn thể quý đồng hương thân mến, thay mặt cho anh chị em, ban tổ chức và nhóm thiện chí Toronto, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và cảm ơn quý vị đã tề tựu về đây hôm nay để chúng ta cùng thắp lên ngọn nến hiệp thông với đồng bào khắp nơi, đặc biệt là đồng bào tại quê nhà. Được thấy sự có mặt của tất cả quý vị, chúng tôi rất là cảm động. Nhưng có lẽ đồng bào tại quê nhà còn cảm động, còn được nâng đỡ nhiều hơn là chúng tôi ở đây. Hôm nay, chúng ta về đây để cùng đồng hành, cùng thông cảm, cùng góp lời cầu nguyện cho đồng bào, cho quê hương, cho dân tộc của chúng ta, cũng như chúng ta sẽ nhờ các cơ quan của chính phủ Canada và qua ngài Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải thì chúng ta sẽ tìm cách để can thiệp vào những cái chuyện khó khăn đang xảy ra tại quê nhà cho đồng bào của chúng ta. Không những môi trường thiên nhiên bị hủy hoại mà bao lâu nay đời sống tinh thần, văn hóa, giáo dục tại quê nhà cũng đã bị ô nhiễm rất là nặng nề. Là con dân Việt Nam, chúng ta đâu đành lòng làm ngơ. Xin ngọn nến mà chúng ta thắp lên hôm nay được luôn chiếu sáng, để từ nay về sau, từng người chúng ta sẽ tích cực hơn để góp phần tranh đấu cho tự do dân chủ thật sự nơi quê nhà. Hôm nay chúng ta có rất nhiều hội đoàn cùng tham dự và hỗ trợ, có các cộng đồng Việt Nam và các tôn giáo cùng đứng chung với nhau đoàn kết để thực hiện buổi thắp nến cầu nguyện hôm nay. Nhóm thiện chí chúng tôi đã nhận được rất nhiều khích lệ từ tinh thần tới vật chất, đặc biệt là của các cơ quan truyền thông trong cộng đồng đã hết lòng hỗ trợ trong việc thông tin tới đồng bào. Chúng tôi một lần nữa xin chân thành tri ân và mong là chúng ta sẽ luôn luôn đoàn kết, xây dựng cộng đồng chúng ta vững mạnh, mà nhất là chúng ta luôn luôn hướng lòng về quê hương, hướng lòng về đồng bào, hướng lòng về những anh chị em đã ngày đêm hy sinh, tranh đấu, không kể tới an toàn, tính mạng của mình, của gia đình mình, để đòi hỏi cái quyền lợi chính đáng của họ, cũng như là để tranh đấu cho một ngày độc lập tự do thật sự của quê hương Việt Nam chúng ta, ngày mà chúng ta có thể trở về cùng với đồng bào, nắm tay, hát khúc quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, có thể giương được cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa lên và chúng ta vui sướng được thấy đồng bào sống trong ấm no, trong hạnh phúc và quê hương chúng ta không phải đứng bên cái bờ vực thẳm, sẽ sẵn sàng rơi vào trong cái sự cai trị xâm lấn của người Tàu như trước nay. Mình lửa chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị và kính chúc quý vị một đêm thật là tình nghĩa, thật là ấm cúng và thật là thân thương giữa cái sự liên hệ, cái tình cảm chúng ta với đồng bào của chúng ta nơi quê nhà. Ladies and gentlemen, distinguished guests, friends, and everybody, I'm honored to have you here with us tonight. And on behalf of the organizers and of our community, I'd like to thank you so much for your presence. So that to send to the government of Canada concerning the issues of Vietnam. Kính thưa Thầy, kính thưa Cha, kính thưa quý bác, quý cô chú và anh chị em. Dear Prime Minister Trudeau, Canadian and Vietnamese everywhere, within and outside of Vietnam, it is with deep, infuriating sadness, yet with profoundly illuminating hope, that I'm here today to share our concern
and our patriotic love for our motherland, Vietnam. Oh, my beloved brothers and sisters of Vietnam, since ancient Âu Lạc time, Viet have been connected from mountain to sea, within our hearts and veins, through flowing rivers and roaring seas. Proudly and unwaveringly, we stood against unrelenting time and uncharitable influences. Today, we weep for our dying rivers and suffering seas, poisoned fish, and Đại Việt man. Today, we rise tall and true, honoring the heroic ancestors and ancient history of our 4,000 years. Today, we call upon our Viet families and global friends to voice against injustice, invasion, and violation. Hear our cries, feel our pain, deepen yours and our resolve to save this earth. Come one, come all, onto the streets from Hanoi to Saigon. We need your clear hearts and impassioned mind. Chúng tôi xin gửi tất cả con cháu dòng tiên, Âu Cơ và Lạc Long Quân, những con cháu của Hai Bà Trưng, của những đời Đinh Lê Lý Trần Nguyễn, từ Bắc chí Nam, từ Đồng Bằng cho đến Cao Nguyên. Trải qua 4.000 năm, chúng ta đã đạp đất đội trời chống loại ngoại xâm. Hôm nay, chúng ta cùng nhỏ lệ vì sông tàn biển tử. Hôm nay, chúng ta cùng tưởng nhớ những anh hùng dân tộc và lịch sử Đại Việt oai hùng. Hôm nay, chúng ta cùng vùng lên chống lại cộng nô, bán nước, ngoại xâm cho giặc Tàu. Dear Prime Minister Trudeau, today we carry a message of SOS. Please save our sea, rivers, environments, the life and survival of Vietnam. I implore you and fellow Canadian to understand and to sympathize with the plight of the Vietnamese people. It is with dire urgency that we would like to draw your attention to an environmental and health imminent disaster of horrific proportion, and thus to request your voices in saving the environment and the Vietnamese people from certain extinction and even genocide. We need to raise our collective voices and to continue with our well-respected Canadian traditions of truth, democracy, and justice. The issues are complex and difficult. However, environmental and social activists, along with the public, have gathered 138,000 signatures for a petition to the White House, asking U.S. President Barack Obama to discuss this issue during his recent visit to Vietnam. Thousands of tons of fish have been washed ashore along the Vietnamese coastline. Unprecedented fish have been killed. Among the dead fish are not only small, shallow water fish, but also rare species living in deep water and far offshore. On the verge of destruction, the Vietnamese oceanic and river environments are being threatened, mainly along the Vietnamese coast in the central region and surrounding the Mekong Delta toward the south. The Vietnamese coastal life, marine as well as human, is being currently subjected to multiple iatrogenic sources of unprecedented environmental poisoning, namely, number one, inland and coastal industrial pollution produced by irresponsible multinational manufacturers, chemical and industrial plants, which remain largely uncontrolled, unregulated by the corrupted current Vietnamese government. Number two, offshore pollution and destruction of oceanic ecosystems caused by oil drilling and imperialistic land reclamation projects involving illegal invasion, occupation, landfilling and militarizations of the Vietnamese coastal Paracel and Spratly Islands by foreign nations. In southern Vietnam,
the once lively Mekong Delta and river system, which with its rich, fertile land and busy waterways are being destroyed, dried up, choked upstream by irresponsible hydroelectric dam projects, again by an upstream foreign nation. Prime Minister Trudeau, hear our cries, feel our pain. We hope you will receive our petition with deep gratitude and appreciation. Thank you. Hiện nay, chúng tôi nghĩ rằng tất cả những sự việc xảy ra tại Việt Nam đó không phải là một cái tai nạn, mà đó là một cái mục đích của những người chủ trương. Chúng tôi nghĩ rằng sự việc của người Việt Nam phải do chính người Việt Nam giải quyết lấy. 5.000, 3.000 đồng bào ở Việt Nam đi biểu tình để đòi nước sạch cho cá sống. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó, những người đã chủ trương cái chính sách đó sẽ không có thể nào mà đáp ứng được cái nhu cầu đó của đồng bào trong nước. Chúng tôi nghĩ rằng phải có 90 triệu người dân trong nước cùng đi biểu tình đòi hỏi nước sạch cho cá sống, thì may ra chúng tôi thấy cái sự việc đó sẽ có cái kết quả nhiều hơn. Trong tinh thần chia sẻ nỗi đau khổ của những đồng bào trong nước, chúng tôi xin cô bác, anh chị em, chúng ta hướng lòng về quê hương và cầu nguyện cho đất nước của chúng ta một ngày rất nhanh, rất gần có được sự tự do, có được nước sạch cho cá sống và có được nhân quyền cho mọi người Việt Nam. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Pháp rất nhiều. Đúng vậy, kính thưa quý vị, thì cái câu chúng tôi cá cần nước sạch, chúng tôi cần minh bạch là cái câu mà biểu ngữ mà rất nhiều người biểu tình họ đã và đang dùng tại Việt Nam trong các tuần lễ biểu tình vừa qua. Và bây giờ chúng tôi xin mời cựu Special Ambassador của cộng đồng người Nhật Bản đại diện cho cộng đồng Nhật Bản. And now we would like to call for the former Special Ambassador of the Japanese Canadian Community, Mr. Sid Akita. Xin chào một tràng pháo tay. Ban tổ chức xin lưu ý tất cả các anh em tình nguyện viên trong ban tổ chức sẽ soạn lễ cầu nguyện ngay sau khi Special Ambassador Akita đã nói chuyện xong với chúng ta. Xin cảm ơn. Good evening, everyone. I'm just delighted to be here. I didn't know what was going to be on today, and Duke Nugent, I know for a few years ago, and when they said Nugent, I didn't know which Nugent it was, because Nugent is so popular among the Vietnamese people. But I'm so glad I came here and found out why we're here for. And I would just like to say a few words to the chairman, honored guests, supporters, ladies and gentlemen. I'm here to give support to the Vietnamese people who are fighting for human rights in their country, to give support for the inhuman treatment over pollution, which is the responsibility of the Vietnamese government. It is an injustice to ignore the people who live to build their country and not listen to the harm caused by foreign companies who are allowed to do whatever they want to do to pollute the rivers and ocean. And it's all because of these disrespect and ignorance in which the Vietnamese government is allowing to do. It is time for countries like people, for the countries around Vietnamese to wake up and join millions of people throughout the world to prevent contamination to our environment. By joining together with your peers in foreign countries, we'll send a message to our government to send a message to stop the suffering caused by negligent people in power. A message must be sent to the Taiwanese government to give government message to stop that their hazard waste of insanity and to find the proper message to dispose contaminants that flow into the river and into the sea. There must be a way to convey message to the government
and owners of these plants in Vietnam. We pray to the people and to our government to push forward and take action. And for the Canadian government, especially the Canadian government, they should take action. And hopefully they do. And I think that there's a strong message that can be shown by the people here at this gathering today. So I'd like to just end that just very short speech because it's a long evening. And one thing I always do is I like to play harmonica. And the reason I play harmonica is to bring peace and harmony around the world. And it's been a dream of mine. And I'm going to play one song called Danny Boy that I did play at the church at where Nugent is. And I like to play this in the support of this cause. Thank you very much, special former special ambassador. Và bây giờ ban tổ chức xin kính mời hai em Tịnh Bang và Daniel Lê lên sân khấu có một vài lời rất ngắn với đồng bào. Once again, we would like to call forward two children, Tịnh Bang and Lê Daniel, to come forward and have a few words with you before we proceed with the ceremony tonight. Dân trong nước khi mà cá chết, dân khổ, bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam im lặng, còn đánh đập, bắt giam những người kêu cứu. Hôm nay con cùng mọi người cầu nguyện cho người dân trong nước sớm vượt qua nỗi đau khổ này, vào mong sao cho tuổi trẻ trong nước đồng loạt đứng lên đập tàn bọn Cộng sản Việt Nam bán nước hại dân, cho người dân trong nước sống trong tự do, hạnh phúc. Con xin kính chào quý vị. Con tên là Daniel Lê. Con sinh ra và lớn lên tại đất nước Canada, nhưng vẫn là người Việt Nam. Hôm nay con tới đây cùng mọi người để cầu nguyện cho đất nước, dân tộc Việt Nam được sống trong tự do dân chủ. Con cũng xin cầu nguyện cho mỗi người dân có được nhiều sức mạnh để góp sức bảo vệ và gìn giữ môi trường và có một cuộc sống ấm no an lành. Con xin cảm ơn được dừng lại đây
để chia sẻ một lời cầu nguyện cho Việt Nam. Hello everyone. My name is Daniel Lee, a born and raised Canadian, but Vietnam still remains in my blood and veins. I'm here today as a member of the Vietnamese community to offer a prayer for our homeland and our people. They deserve, just like everyone else, to live in peace, freedom, and democracy. It is my wish that the living conditions in Vietnam will soon improve so that each and everyone is given ample opportunities to make a decent living, work, and live in harmony with nature, and continue to improve the environment for today and tomorrow. Thank you, and peace with you all. Tôi xin được phép kính mời Thượng tọa Thích Tâm Hòa, Linh Mục Francisco Toản và các vị đại diện của Phật giáo Hòa Hảo cũng như cao đài, chúng ta tiến lên bàn thờ Tổ quốc để lần lượt có những lời cầu nguyện dâng lên cho quê hương đất nước và mẹ Việt Nam. Ngưỡng lạy hồn thiêng sông núi, anh linh chư vị tiền nhân, 4.000 năm của dòng giống lạc hồng. Hôm nay chúng con vẫn tập về đây, đau lòng nghĩ về đồng bào ruột thịt ở quê nhà với bao nguy khổ gian nan, nghĩ về thảm họa môi trường mà những đồng bào chúng con đang phải đối diện, nghĩ về những ngư dân miền Trung không biết phải sống như thế nào khi họ không thể tiếp tục công việc thường nhật trên biển cả vì môi trường sống của họ đang bị hủy diệt, nghĩ về những người dân hiền hòa tay không tất sắc chỉ vì lên tiếng đòi lại biển sạch và làm sáng tỏ nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đã bị sách nhiễu, vùi dập và ngăn trở bởi bạo lực. Chúng con đang sống ở phương ngoại, ngoài trốn nhiễu như không biết làm gì khác hơn là góp phần cầu nguyện và lên tiếng cáo tri cùng thế giới về tình huống nguy ngập đang xảy ra cho quê hương của mình. Vì vậy, với lòng thành muôn người như một cùng hướng về quê hương trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, chúng con xin thắp ngọn nến này nguyện trang trải niềm yêu thương đến với muôn loài, tất cả mọi người thương yêu nhau hơn, chuyển hóa niềm sân hận thù ghét thành tình thương rộng lớn. Những kẻ ác chỉ biết phúc lời cho riêng mình mà không nghĩ đến sự sống của tha nhân sẽ hồi tâm hướng thiện. Thắp ngọn nến này nguyện khai mở sự hiểu biết cho bao kẻ lầm lạc si mê, tất cả mọi người sẽ cảm thông nhau hơn, chuyển hóa sự vô nhân cố chấp thành sự bừng sáng của ý thức dân tộc tự tồn, thắp sáng lương tri của những kẻ còn đầy tham vọng. Những ánh u tối sẽ được bừng sáng, những người sai lầm sẽ thấy rõ đường đi, khai thông tất cả những bế tắc và những ám chướng làm ngăn trở con đường hướng đến một Việt Nam phú cường trong tương lai. Thắp ngọn nến này nguyện đem sự an bình vô ngại đến cho đồng bào trong nước, tất cả mọi người từ thành thị đến nông thôn, từ cao nguyên tới hải đảo sẽ không còn hải sợ lo nữa, chuyển hóa tất cả sự ưu nhược và nhút nhát thành lòng can đảm hiên ngang, khơi dậy lòng dũng cảm bất khuất của tiền nhân trước cường quyền bạo lực, ngọn lửa vô úy, ngọn lửa của đại hùng đại lực sẽ bừng tỏa khắp nơi, xua tan đêm tối,
triệu con tim sẽ quy dưỡng đứng dậy, muôn người như một, theo ước tiền nhất, không còn hãi sợ nữa, tất cả cùng đứng dậy cho một tương lai tươi sáng của quê hương Việt Nam. Con xin cho những ông công an biết thương yêu dân Việt Nam. Con xin cho đồng bào trong và ngoài nước biết thương yêu nhau. Không ai làm chuyện xấu, không ai làm hại ai trong cuộc sống. Xin Chúa thương nghe lời con cầu nguyện tối nay. Lạy mẹ Maria, tối nay con cũng có một cây nến nhỏ, chiếu ánh sáng rất nhỏ, nhưng niềm tin và ước mơ của con rất lớn. Con ước mơ ngày thanh bình thật sự trên quê hương Việt Nam. Xin mẹ cho biển sạch, cho tôm cá thật nhiều, cho có lúa gạo để người dân sống vui, no ấm. Chúng con xin mẹ ban ơn cho Việt Nam và cả thế giới được an bình, tự do, không còn chuyện bắn nhau, chiến tranh, đau khổ. Con xin dâng mẹ lời kinh nguyện bé nhỏ của con. Amen. A prayer for Vietnam, for peace, and for good water so that the fish can live. A prayer sent home to Vietnam from the Vietnamese Canadian community of Toronto. Và bây giờ sẽ tới phần cầu nguyện của tất cả từng người trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị, bắt đầu là Ngài Thượng nghị sĩ và bà Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải và các anh chị, các quan khách trên hàng ghế đầu tiến lên phía trước, và chúng ta có thể xin mời các anh chị trong ban tiếp tân và ban trật tự giúp hướng dẫn đồng bào, thì mọi người có thể tiến lên phía trước các cái bàn ở đây để đứng đó hướng về bàn thờ Tổ quốc, dâng một lời nguyện và chúng ta đặt cái nến lên trên bàn. Sau đó chúng ta về chỗ thì các đồng bào khác sẽ tiếp tục theo.
Xin các anh chị trong ban hướng dẫn, ban trật tự, ban tiếp tân giúp giùm hướng dẫn cho đồng bào. Xin mời quý vị tiến lên. Tim cùng